Tiếp tục sẽ là những thông tin tiêu dùng trong nước đáng quan tâm. Các nhà khoa học công nghệ cao đã nghiên cứu thành công liệu pháp dinh dưỡng sữa non xương khớp Grandsure hỗ trợ hiệu quả cho người bệnh xương khớp. Sản phẩm ứng dụng công nghệ phytosom tiên tiến của Mỹ vào chiết xuất liên kết thành công phức hợp sữa non và tế bào sụn vi cá mập, giúp tăng hiệu quả phức hợp quý lên gấp nhiều lần, tác động đến trúng đích là các khu vực xương khớp bị thoái hóa, tái tạo và tái sinh những cơ xương mới. Đây được coi là một liệu pháp dinh dưỡng chuyên sâu, toàn diện cho bệnh nhân xương khớp, tăng hiệu quả phục hồi hệ xương khớp cho bệnh nhân.